Ok, what's go? Xin chào các bạn. Hôm nay tiếp tục với lại Strike of Night, thì cái video này chúng ta sẽ trải nghiệm từ đi vào 21 đến đi vào 30 nha các bạn nhé. 21 đến 30. Chương 4. Ok, 21 đến 30 chương 4. Còn vài đi vào nữa thôi. Và chúng ta sẽ kết thúc game này. Kết thúc game này. Các bạn có game nào hay thú vị thì gửi tên hoặc link cho mình nhá, gửi tên lên hoặc link cho mình để mình ôi trời, để mình tải về và trải nghiệm cho các bạn xem. Đấy. Thì khi mà xem video của mình thì khác so với lại các gamer khác là các bạn sẽ được ngắm những cô gái đẹp đấy. Ok, ngoài việc là chơi game của mình thì các bạn có thể được ngắm cô gái đẹp rất là đông. Nhà là đi ăn mà bốn cà phê AK. Game này thì nó cũng khá là hay rồi, nhưng mà mỗi tội là cái đội 14 viên, cái đội người máy ở cái game này nó hơi cùi, bắn nó hơi dễ, nó cần được cao hơn, trình độ cao một chút thì bắn sẽ thấy thú vị hơn, dễ quá thì không hay. Xoát à, cái hệ thống súng ở cái game này nó cũng không được nhiều đó. Súng ở game này nó không nhiều. Hai tên nữa. Ok. Mọi người xem video thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé, để mình tiếp tục ra những video hay và hấp dẫn hơn về các thể loại game cho mọi người xem. Mọi người muốn mình chơi thử game nào thấy game nào thú vị cần mình chơi thử để mọi người cảm nhận thì có thể gửi cho mình gửi link hoặc là tên cho mình game điện thoại nha, game mobile nha, game máy tính mình hơi nặng sợ máy của mình không không chịu được. Một ba mong đốt vòng sau. Ngoài ra thì các bạn có thể donate cho mình nha, donate cho mình xem video nếu mà thích, yêu thích những cô gái đẹp đó, xuyên qua cầu thang luôn, bắn xuyên qua cầu thang luôn. Yêu thích những cô gái đẹp thì có thể donate cho mình để mình tiếp tục gặp gỡ những cô gái này và quay lại cho mọi người xem nhá. Ok. Rất đơn giản. Nắp đạn. Hết đạn à? Hết đạn thì cũng chỉ có ao thôi. Chưa được headshot. Chưa được headshot. Còn một tên nữa.
Mà ăn xin cầu thang. Màu 4, cạc đều. Cạc đều. Ok, let's go. Chưa biết tiền nào xuất hiện. Móc lốp đằng sau. Qua rừng. Na liệt luôn. À, trên đầu rồi. Ok. Bắn một mình cũng buồn quá đó. Muốn bắn mấy game online để có nhiều người chơi mà mỗi tội là mình không phải ấn dừng lại. Chơi hoặc là chơi hoặc online thì ảnh đến những người cùng chơi rất là nhiều, nên là đôi khi toàn phải tìm game offline để chơi. Phúc với nhau luôn. Đã cũng điên cuồng. Còn hai tên nữa rồi. Ô ta. Bắn online thì nó sẽ vui hơn. Để được kết nối với bạn. Nhưng mà
nếu mình không từ liên tục mà mình cứ phải dừng lại thì nó mới lại chúng tôi rất là nhiều. Vậy nên là mình chọn phương án là chơi game online. Xa quá, đạn đi rất là lệch. Cũng pro đúng không khác? Cũng pro vừa nặng đạn lại vừa đã bị lệch. Gớm ơi, tự dưng quay ngoắt lại đây có thằng gì rồi đấy. Ô, ăn thêm không chết tại đâu lần đầu tiên mình đấy là thanh niên trong hai sống sót và chạy thoát, bình thường là xử lý một phát thôi. Hai tên nữa, một tên ở trên nào. Một tên lại chui ra cầu thang. Mới đầu game tướng ta có hạn, đầu tư thì chưa tới, còn chưa. Lâu quá mình vừa chỉnh lại nút một chút à, không biết thì chúng ta đi đến đâu rồi, hơi lâu đúng không, trước thằng nào xuất hiện một em. Còn lựu đạn đầu tiên mình thử. Hứa nè. Fire in the hole. The hole. The hole. The hole. The ai chưa đi trên đăng tăng hay chưa hay chưa hay chưa đâu rồi. Nhát sót này quá hay. Đây là một quả súng ngắm. Ở đây gì? Cứ gọi là
cùng sao hát. Hay chưa? Bạn thấy chưa? Mình không còn nhớ chạy đi đâu nữa. Đúng rồi, trên đây là tỉa rồi. Vẫn còn rất nhiều đạn, đủ để tiêu diệt bọn này. Nhưng mà còn 6 tên nữa, không thấy chúng nó chui ra. Mì buồn thế. Ok, mình xuất hiện rồi. Kháng ạ. Gì đâu? Ok, let's go, level 27 rồi. 3 level nữa thì sẽ kết thúc video này và còn 10 level nữa thôi. Chúng ta sẽ kết thúc chương 4. Kết thúc chương 4 rồi. Trong video này mình sẽ thực hiện một trong những trang combat cực gắt luôn. Mình sẽ đi tiêu diệt rất là nhanh. Thực hiện đạn đủ nữa. Mình sẽ giết rất là nhanh. Kể được giết rất là nhanh. Và áp sát địch. Áp sát địch. Không kịp ngáp luôn. Bắn được cả địch không kịp ngáp luôn. Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy như thế này. Trận này chúng ta sẽ đại khai sát giới, tiêu diệt siêu nhanh luôn. Không để một tên nào sống sót quá lâu. Đây, còn hơn những dân thường. Ok, vụ rất nhiều của đội chống khủng bố, đặc biệt kích chống khủng bố. Game Boy Jambo. Ô, chết chạy, chết chạy. Đây là chế độ dễ, chứ chế độ quá thì chắc có đấy. Mình qua bắn mãi không trúng. Để tại sao nhiều khi bắn quá lâu ấy nó bị đơ, cứng tay ấy. Cứng tay không thể điều khiển nhanh được. Bốn tên nữa, một tên trên cầu thang này. Bye bye. Tên trên cầu thang là tên dễ giết nhất. Ok, let's go. Quả vừa rồi quả ném lựu đạn nhưng mà lại hụt, nó lấy lại người, may là không nổ. Không nổ toang rõ ràng. Đại khai sát đối. Thank you.
tượng nào ạ? Không tên nào tồn tại được dưới bàn tay ma thuật của ta. Giết hết không được một tên nào. Ok, level 29 rồi. Đến level 30. Chúng ta sẽ kết thúc video này nha. Và chuẩn bị tìm một con game khác để tiêu diệt. Ố, trống trơn hả? Một em. Hôm nay hội này nó lại tập trung bên nhà mình à? Không biết thằng nào ơi. À không nhỉ. Nạp đạn. Xuyên tường à? Ừ, dã man thật. Đi hút của kẻ địch luôn. Sợ hết đạn. Sợ hết đạn. Đi sợ không kẻ địch để bắn. Ơ, bắn cái gì? Ơi, chết ngắn 20 tăng rồi. Chết 20 tăng rồi. Nó đâu rồi. Ôi má. Anh chết mình đúng. Máu không ăn được luôn. Lỗi à? Nát ghê mà. Đạn thì ăn được. Máu thì lại không ăn được. Bơm bơm. Nát ghê các bạn ạ. Nát ghê. Ám sát. Đi nhẹ nhàng. Ôi. Ám sát thằng ạ. Ám sát thằng này. Ám sát. Đi cực kỳ nhẹ hơn. Và ám sát. 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 Ám sát.
thì bằng quả sắp lơi. Một tên rất là trên này rồi. Ngáo ngừ. Ok, tên cuối cùng nó sẽ đang ở trong cái đường đi ra. Ngáo ngừ luôn. Mi vào 30, như vực cuối cùng của video này. Mọi người xem video thì nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Mình rất cảm ơn mọi người đã theo dõi ủng hộ video này. Đây là tên đã toàn 4 tên. Đại khai sát giới, tiêu diệt hết bọn khủng bố này. Hơi bị gắt một chút. Ôi, chuột của mình bị gắt nên là tay không vừa được. Nó còn tròn gì nhỉ? Lạ gì? Có vòng tròn đấy nhỉ? Mười sáu tên á, trong đấy có một tên ở đây rồi. Như răng à? Tên trên lầu là mát người luôn. Còn một tên nữa. Ô.